Chào mừng em quay trở lại với channel Thành Đô Vlog Thì trong video hôm nay Chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3 Mời game em ở sách giáo khoa của môn toán lớp 3 Trang 172 Hôm nay chúng ta ôn tập về đại lượng Đầu tiên em làm bài tập số 1 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 7m 3cm bằng bao nhiêu A à, là 73cm B là 703 cm, C là 730 cm và D là 7003 cm. Ở đây các em nhận thấy các đáp án A, B, C, D các số đo đều có đơn vị đo là cm. Như vậy, các em phải đổi 7 m 3 cm bằng bao nhiêu cm, sau đó các em so sánh với các đáp án A, B, C, D để tìm ra đáp án đúng. Thì các em biết là 1 m bằng 100 cm. Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị liền kề nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. 1 m bằng 10 dm và bằng 100 cm. Như vậy 7 m, các em sẽ viết lại là 7 nhân với 1 m. Bây giờ các em thay 1 m bằng 100 cm vào. Các em sẽ có 7 nhân 100 bằng 700 cm tức là 7 m thì bằng 700 cm. Như vậy, 7 m 3 cm các em lấy 700 cm cộng thêm 3 cm bằng 703 cm. 703 cm là đáp án chính xác. Chính là đáp án B, các em khoanh tròn vào chữ B. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi. Câu a là quả cam cân nặng bao nhiêu gam, câu b là quả đu đủ cân nặng bao nhiêu gam và câu c là quả đu đủ cân nặng hơn quả cam là bao nhiêu gam. Em quan sát hình thứ nhất tính từ bên trái. Đây là hình người ta cân quả cam, người ta dùng chiếc cân để người ta cân quả cam, thì cân đang ở vị trí thăng bằng, một đĩa bên phải người ta đặt quả cam đĩa bên trái người ta đặt hai quả cân một quả nặng 200g và một quả nặng 100g như vậy cân đang ở vị trí thăng bằng điều này có nghĩa là quả cam cân nặng bằng cân nặng của hai quả cân như vậy muốn biết quả cam cân nặng bao nhiêu gam các em tính số cân nặng của hai quả cân Quả cân thứ nhất nặng 200g, quả cân thứ hai nặng 100g. Như vậy em lấy 200g cộng 100g bằng 300g. Điều này có nghĩa là quả cam cân nặng là 300g. Tiếp theo, câu B là quả đu đủ cân nặng bao nhiêu gram. em quan sát hình ở bên tay phải. Cân đang ở vị trí thăng bằng. Một đĩa cân, người ta đặt quả đu đủ. Đĩa còn lại, người ta đặt hai quả cân. Một quả cân nặng 500g, một quả cân nặng 200g. Như vậy, quả đu đủ cân nặng là 500g cộng 200g bằng 700g. Sang câu C, quả đu đủ cân nặng hơn quả cam là bao nhiêu gam? Muốn biết quả đu đủ cân nặng hơn quả cam là bao nhiêu gam, các em lấy số cân nặng của quả đu đủ là 700g trừ đi số cân nặng của quả cam là 300g. 700 trừ 300 bằng 400, tức là 400g. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Câu A là quả cam cân nặng là các em lấy 200 g cộng với 100 g bằng 300 g. Câu B quả đu đủ cân nặng là các em tính số cân nặng của hai quả cân là 500 g cộng với 200 g bằng 700 g. Như vậy sang câu C quả đu đủ cân nặng hơn quả cam là các em lấy số cân nặng của quả đu đủ là 700 g trừ đi số cân nặng của quả cam là 300 g 700 g trừ 300 g bằng 400 g Tiếp theo em sang bài tập số 3 Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút Tới trường lúc 7 giờ 10 phút Câu A là gắn thêm kim phút vào các đồng hồ Thì đầu tiên em quan sát đồng hồ thứ nhất là Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút Có nghĩa là còn 5 phút nữa mới đến 7 giờ Bây giờ thì kim dài chỉ chính giữa số 12. Còn kém 5 phút nữa mới đến 7 giờ, tức là kim dài sẽ nằm ở chính giữa số 11. Tiếp theo là lan tới trường lúc 7 giờ 10 phút, 7 giờ 10 phút. Kim dài chỉ chính giữa số 12 là 7 giờ. 7 giờ 10 phút có nghĩa là kim dài qua số 12 hai số, cứ mỗi số là 5 phút. Như vậy 10 phút kim dài sẽ chỉ qua số 12 này, là là hai số, tức là kim dài chỉ chính giữa số 2. Tiếp theo các em sang câu B, Lan đi từ nhà tới trường hết bao nhiêu phút? Ở à đây 7 giờ kém 5. Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút thì 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút. 7 giờ đến 7 giờ 10 phút là 10 phút. Như vậy từ 7 giờ kém 5 phút mà đến 7 giờ 10 phút sẽ là 5 cộng 10 bằng 15 phút. Ở đây chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Câu A là kim phút ở đồng hồ thứ nhất chỉ số 11. Kim phút ở đồng hồ thứ hai chỉ số 2. Câu B, 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút. 7 giờ đến 7 giờ 10 phút là 10 phút. Như vậy 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ 10 phút là 5 cộng 10 bằng 15 phút. Do đó Lan đi từ nhà đến trường hết 15 phút. Tiếp theo em sang bài tập số 4. Bình có 2 tờ giấy bạc loại 2.000 đồng. Bình mua bút chì hết 2.700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền? Thì đầu tiên em sẽ tóm tắt bài toán là như sau. Một tờ là 2.000 đồng. 2 tờ là bao nhiêu đồng? Mua bút chì hết 2.700 đồng. Còn lại là bao nhiêu đồng? Thì ở đây chúng ta sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Bình mua bút chì hết 2.700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền? Thì đầu tiên các em phải tính xem Bình có số tiền là bao nhiêu đồng. Số tiền của Bình có là... Số tiền Bình có là Bình có hai tờ giấy bạc loại 2.000 đồng một tờ là 2.000 đồng như vậy hai tờ các em lấy 2.000 nhân với 2 bằng 4.000 đồng Bình có 4.000 đồng mà mua bút hết 2.700 đồng như vậy Bình sẽ còn lại số tiền là 4.000 trừ đi 2.700 số tiền Bình còn lại là 4.000 trừ 2.700 bằng 1.300 đồng và ở đây các em có đáp số là 1.300 đồng thì như vậy video hôm nay sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ channel Thành Đô Vlog. Cảm ơn các em đã để tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.